Chào toàn thể anh em đam mê PCP trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hiện tại đang là cuối tháng 7 này, đầu tháng 8 này. Thì mình lên cái video giới thiệu cho anh em tất cả các mặt hàng phụ kiện PCP. Thì thời điểm hiện tại là gần cuối hè rồi thì giá cả rất chi là rẻ anh em nhé. Anh em mua thời điểm này là rẻ nhất và shop sẽ báo giá ưu đãi nhất cho anh em. Không đâu rẻ bằng shop anh em nhé. Thì tất cả hàng bên shop đều bao gồm kính, van, bình giảm, thanh, nói chung là cái gì cũng có, phụ kiện từ con ốc đến cả khẩu súng cũng có anh em nhé. Anh em mua hàng gì cứ alo cho shop, shop để số điện thoại ở góc màn hình. Và tất cả hàng của shop là hàng miễn phí ship và được kiểm tra anh em nhé. Shop bán hàng uy tín khá lâu năm rồi, hàng bên shop là miễn phí ship và được kiểm tra. Đơn hàng nào nhiều quá thì anh em phải cọc cho shop một chút tiền hàng. Còn đơn hàng nào giá trị cũng bình thường và nhỏ thì shop khỏi cần cọc đi. Còn anh em nào đã từng mua ở shop thì hãy cho một vài ý kiến để anh em mua hàng yên tâm khi mua hàng. Vâng, thì các mặt hàng như kính ngắm này hiện tại giảm giá khoảng 100-200 nghìn trước cái thời điểm đầu năm. Van bình cũng thế, giảm giá rất nhiều. Anh em mua hàng thì cứ mua theo combo là giá shop lúc nào để giá ưu đãi nhất anh em nhé. Thì bây giờ shop sẽ giới thiệu chi tiết từng cái mặt hàng một. Thì từng mặt hàng này rất nhiều thì shop chỉ nói báo giá thông qua thôi. Còn anh em nào muốn chi tiết hơn thì liên hệ Zalo với shop nhé. Vâng, thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu anh em là những cái mẫu van, mẫu bình anh em nhé. Mẫu van bình cho Condo và FX. Vâng, thì đầu tiên mình giới thiệu anh em là chơi khẩu FX này, quy sói hoặc quy K2 để sử dụng van Dream. Thì van Dream giá đã giảm, giá hiện tại chỉ còn là 1.2 triệu anh em nhé. Van này đời của năm 2023, lắp xanh đấy, giá là 1.2 triệu. Còn tiếp theo là van Cricket bản 2023, hàng chính hãng công ty, giá là 800, giá rất chi là rẻ giá hiện tại anh em nhé, giá 800. Còn giá của van Cricket phiên bản 2022 giá là 750 anh em nhé, giá là 750, hàng chính hãng công ty. Còn là cái van Supreme, van Supreme bản 2022 và 2023 mình bán đồng giá là 700. Còn van Z Supreme mình bán với giá là 800 nghìn anh em nhé, van Z Supreme 800 nghìn. Còn khớp U cới két, khớp U cới két giá vẫn không đổi, giá là 550 nghìn anh em nhé. Còn bình nhôm các thứ đầy đủ hết anh em nhé. Bình nhôm đít bằng giá shop công khai giá là 400 nghìn, bình nhôm đít tròn là 600 nghìn anh em nhé. Bình nhôm đít bằng đầy đủ các thông số 0.3, 0.35, 0.45. Còn bình nhôm đít tròn từ 0.22, 0.35 và 0.42 có hết anh em nhé. Bình nhôm đít tròn thì giá chỉ có 600 nghìn thôi, giá hiện tại rất chi là rẻ anh em nhé. Anh em mà muốn mua bình nhôm đít tròn thì thêm 200 nghìn thôi. Còn bình nhôm đít bằng thì là bình nhôm đít bằng là 400 nghìn. Còn bình carbon anh em nhé, bình carbon bên shop bán mỗi bình carbon Pandac thôi. Bình carbon Pandac giá hiện tại đã giảm, giá hiện tại giá là 1.900.000 đồng anh em nhé. Còn anh em là chuyển khoản hết shop để với giá là 1.800.000 anh em nhé. Anh em là tin tưởng shop chuyển khoản hết giá 1.800.000. Vâng, thì anh em là mà chơi quy sói và quy ba lỗ thì mình bán khớp Z hàng Sài Gòn logo đầu con sói anh em nhé. Khớp Z kết hợp với van Cricket 1.2. Riêng cái khớp Z này shop bán với giá là 500 nghìn anh em nhé, 500 nghìn khớp Z cho quy sói hoặc quy K2. Vâng, thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho anh em là những cái bộ khung cò ruột để cho súng Condo. Vâng, thì tất cả các loại khung Condo đấy, khung cò Condo shop bán đồng giá là 800 nghìn anh em nhé. Khung cò shop bán đồng giá là 800 nghìn, thẳng dài salon vuông tròn xương cá các thứ shop bán với đồng giá khung cò là 800 nghìn, hàng miễn phí ship được kiểm tra đấy. Riêng bộ cò không anh em nhé, riêng bộ cò đầy đủ vòm cò lẹp cò thì shop với bán với giá là anh em là 220 nghìn. Còn cả khung cả cò thì là 800 nghìn anh em nhé, cả khung cả cò 800 nghìn, vuông hoặc là tròn giá như nhau hết anh em nhé. Anh em mua hàng chưa bao giờ giá rẻ như thế này đâu anh em ạ.
Thì còn cái bộ ruột em nhé, còn bộ ruột của súng condo shop để giá ưu đãi là 230.000 anh em nhé. Bộ ruột condo shop để giá là 230.000, đầy đủ búa quy đấy, lò xo, búa đập tăng, chỉnh búa đầy đủ hết, chỉ có 230.000 thôi. Còn anh em là mua combo đấy, khung cò ruột đấy, shop để với giá là 1.000.000 anh em nhé. Khung cò ruột shop để với giá 1.000.000. Còn cái anh em mua lẻ cái quy quy đồng, quy nhựa hay búa ấy, shop để với giá 150.000 nhé. Đấy là anh em mua lẻ anh em nhé, quy đồng đấy, quy nhựa hoặc là búa đồng shop để với giá là 150.000 nếu anh em mua lẻ. Còn lò xo đấy, lò xo thái đấy, sợi 1.6 hay 1.8, anh em lò xo này cực xịn anh em nhé, thép carbon đấy, đàn hồi rất chi là tốt đấy. Khác với cái lò xo theo bộ ruột thì lò xo thái shop bán với giá là 150.000 anh em nhé. Mua lẻ một cái lò xo thái 150.000 đấy, lò xo đàn hồi đập ổn định rất chi là tốt anh em nhé. Vâng, thì còn anh em nào mà mua cò và mua độc cò mà không có vòm không có lẹp anh em nhé, mua độc bộ cò không vòm không lẹp thì giá shop bán với giá là 180.000 nhé. Đấy, độc bộ cò không vòm không lẹp đấy, độc bộ cò này giá là 180.000, đầy đủ 3 bảnh cò, lò xo, ốc chốt, ốc chí đầy đủ hết đấy, độc như này thôi là giá là 180.000 anh em nhé. Vâng, thì cả cò u nữa. Cò u là mình phải bán theo đầy đủ cả bộ anh em nhé. Cò u là 250.000 một bộ anh em nhé. Cò u là 250.000 một bộ. Còn tay cầm đấy. Vâng, thì tay cầm gỗ bên mình shop rất nhiều đấy, anh em nhé. Đấy. Còn anh em mua cả combo khung cò ruột tay cầm gỗ shop 27, shop bán với giá là 1.000.000 triệu bốt thôi đấy, shop để giá ưu tiên 1.000.000 bốt đấy. Còn anh em nào xe cầm nhựa thì bây giờ nó cũng cháy hàng rồi đấy, shop chỉ còn một bộ này thôi. Còn bây giờ anh em nào cần xe cầm thì mình có thể sơn xe cầm gỗ màu gỗ này sang màu đen đấy, để phù hợp anh em nào thích màu đen thì giá vẫn không đổi anh em nhé. Đấy, bộ xe cầm gỗ 27 như này shop bán 230.000. Còn xe cầm gỗ liền khối salon shop bán với giá là 350.000 thôi. Đấy, để giá ưu tiên xe cầm gỗ liền khối salon shop bán với giá là 350.000. Đấy, anh em xem được video thì alo shop nhé. Còn xe cầm gỗ liền khối dài shop để giá là 400 anh em nhé, giá 400.000 xe cầm gỗ liền khối đấy, thẳng dài giá 400.000, vân gỗ rất chi là đẹp anh em nhé. Vâng, thì tiếp theo tiếp theo mình sẽ giới thiệu anh em về quy cho súng FX em nhé. Bộ combo quy sói bán gấp rút đầy đủ như này nhé, bộ combo gấp rút quy sói đầy đủ như thế này đấy, tặng thêm kèm theo cả băng đạn anh em nhé. Shop bán với giá ưu đãi anh em là anh em chuyển khoản hết, shop để giá là 1.500.000 anh em nhé, chuyển khoản hết để giá là 1.500.000 đầy đủ quy này, bán ống rút tay cầm cả cả một băng đạn như thế này là 1.500.000 anh em nhé. Đấy, giá chuyển khoản hết. Còn anh em là không chuyển khoản mà cọc thì shop để với giá là 1.600.000 anh em nhé. Đấy, anh em chuyển khoản hết shop để giá 1.500.000 đấy. Còn mình bán độc cái khớp này thì cũng bán lẻ anh em nhé. Độc cái khớp này thì mình bán với giá là 300.000. Đấy, anh em mua độc khớp này thì shop bán với giá là 300.000. Đấy, còn bán với cả ống rút shop bán lẻ nhà giá là 450.000 em nhé. Đấy, bán với ống rút shop bán lẻ với là 450.000. Còn anh em mua cả combo thì shop để giá ưu đãi cho. Đấy. Đấy, còn tay cầm mua lẻ này là 150.000 thôi anh em nhé. Còn anh em mua combo này đấy, bán ống rút tay cầm đấy, shop để giá là 600 đấy, anh em xem condo FX shop đầy đủ hết anh em nhé. Vâng, thì tiếp theo shop sẽ đi đến là cái bơm và phụ kiện của bơm anh em nhé. Bơm nhỏ trên cây én shop bán với giá là 550.000 anh em nhé. Bơm logo đầu con hổ giá thời điểm hiện tại rất chi là rẻ, shop để với giá anh em là 700.000. Còn lọc ẩm to là 800.000 anh em nhé. Logo đầu con hổ chân gấp thân inox đấy, lọc ẩm nhỏ là 700.000, lọc ẩm to là 800.000 anh em nhé. Ngoài ra shop bán bơm cả bơm AGH nhưng nhiều đồ quá shop không xếp được ra đây. Anh em là theo dõi bơm vào kênh của shop xem bơm rất nhiều. Còn bơm tay si răng si hàng cao cấp nhất shop bán với giá là 1.900.000 đồng. Đấy, bơm tay CNC hàng cao cấp shop bán với giá là 1.900.000 đồng, hàng miễn phí ship được kiểm tra, bơm này thì cực bền rồi anh em ạ. Vâng, thì phụ kiện của bơm anh em nhé, phụ kiện của bơm
Đầu tiên là shop giới thiệu là cái thân bơm anh nhé. Thân bơm này lắp cho bơm quân hủ này, bơm AGH này. Anh em chỉ việc lắp vào và lắp tay cầm vào là bơm thôi. Cái thân bơm này shop bán với giá là ấy, cái thân bơm shop bán với giá là 400.000, hàng miễn phí ship anh em nhé, thân inox. Đấy, anh em chỉ việc lắp vào cái bầu và lắp vào tay cầm vào đấy là sử dụng thôi, giá là 400.000. Còn là ống đây là ống xi lanh anh em nhé, ống xi lanh shop bán với giá là 200.000 anh em nhé, ống xi lanh shop bán 200.000. Còn đây là cái đũa đấy, cái đũa để lắp ti bơm anh em nhé, cái đũa mà ở trong cùng cái xi lanh đấy, shop bán với giá là 150.000. Anh em nào sửa chữa được thì shop bán lẻ hết tất cả các phụ kiện anh em nhé. Đấy. Vâng, thì đây là ốc của cái thân của cái bơm, ốc ngoài cục đấy, cái này là 150.000 anh em nhé, cái ốc này 150.000, nói chung là cái ốc 150.000. Đấy, còn con ốc trên, con ốc trên của đây, ốc này là 150.000 anh em nhé. Đấy, em là học con ốc này, còn con ốc trên và để anh em tháo ra và thay cái ti bơm ấy, ốc trên này giá là 180.000 anh em nhé. Ốc trên anh em cứ gọi là ốc trên, chụp ảnh gửi cho shop, shop sẽ trả lời là 180.000. Còn ốc này ốc buộc lén anh em nhé, con ốc này ốc buộc lén, ốc chứa va làm một chiều, đầy đủ va làm một chiều, là ốc buộc lén giá 150.000 anh em nhé. Còn đây là con ốc xả đít bơm, con ốc xả hơi giá là 100.000 bao ship anh em nhé, con ốc xả hơi 100.000. Còn cái đồng hồ, cái đồng hồ giá là 160.000, đồng hồ dầu đấy, 50 mpa đồng hồ dầu, anh em lắp bơm máy bơm tay bơm gì cũng lắp được hết anh em nhé, 50 mpa đồng hồ dầu giá là 160.000 anh em nhé. Vâng, cái đồng hồ bơm là 160.000. Còn ti bơm anh em mua hai cái ti bơm shop bán với giá là 150.000 anh em nhé, hoặc là anh em mua một cái ti bơm, một gói sim sửa bơm giá cũng là 150.000, anh em mua theo combo. Còn đâu anh em mua lẻ một cái ti bơm thì 120, hoặc là một gói sim này thì là 120. Còn shop khuyên anh em mua theo đôi theo cặp đấy, mua theo đôi theo cặp như này giá sẽ là 150.000 đấy, hoặc là thêm lọ dầu như này shop bán với giá là 180.000 anh em nhé, thêm lọ dầu shop bán với giá là 180.000 đấy, rất chi là rẻ. Anh em mua hai lọ dầu thì là 100.000 đấy. Còn anh em mua gói sim này, lọ dầu này, ti bơm này và lon nước làm bát như này, shop bán với giá là 230.000. Shop bán như combo này là 230.000, rất chi là đẹp anh em nhé. Anh em mua cứ mua combo là shop bán với giá là đẹp nhất. Còn cờ lê đa năng anh em mua theo phụ kiện nào thì shop tính giá là 30.000 nhé, anh em mua theo. Đấy, mua theo thì tính 30.000, còn lâu mua lẻ thì shop bán theo thêm phí ship lắt. Còn đọc cái dây bơm như này không giá là 130.000, đọc cái dây bơm là 130.000. Còn dây bơm lọc ẩm nhỏ như này giá là 150.000 anh em nhé, dây bơm lọc ẩm nhỏ giá là 150.000 đầy đủ dây bơm lọc ẩm nhỏ. Còn dây bơm lọc ẩm to, lúc về màu đen, lúc về màu xanh, lúc về màu vàng, dây bơm lọc ẩm to đấy, shop để với giá là 230.000, dây bơm lọc ẩm to 230.000, lúc về đen, lúc về xanh, lúc về vàng đấy, tùy vào thời điểm khi mình nhập hàng anh em nhé. Còn giảm thanh đấy, giảm thanh thì shop rất nhiều loại, shop không bày được hết ra đấy. Còn kính thì mình cũng bày khá khá, bày cái số lượng nó khoảng 70%. Còn anh em là mua kính thì cứ alo shop đầy đủ hết nhé. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cái giảm thanh trước anh em nhé. Vâng, giảm thanh đầu tiên là mình sẽ giới thiệu giảm thanh FX đấy. Hoặc là đây quên mất, mình sẽ giới thiệu phụ kiện độ van trước đấy. Phụ kiện độ van cho anh em nào cần độ van anh em nhé. Đấy, đồng hồ VKM màu trắng thì 230.000 một đôi, đồng hồ VKM màu đen thì 200.000 một đôi. Còn đồng hồ cricket cứ 160.000 một đôi anh em nhé, đồng hồ cricket 160.000 một đôi. Còn anh em nào mua đồng hồ chân bờ cho truyền thống thì shop bán với giá là cũng 160.000 một đôi. Đây là tất cả các loại đồng hồ. Đồng hồ VKM màu trắng thì là xịn sò nhất. Còn hộp sim để sửa van cricket, van dream, van superwell lệch, van superwell thẳng, các thứ đầy đủ hết. Hộp sim đầy đủ tất cả các loại sim, mỡ này, lò xo này, pom nhựa này, sim nhỏ, sim to đầy đủ hết. Hộp sim này shop bán với giá là 250.000 em nhé. Hộp sim là 250.000, hàng miễn phí ship được kiểm tra. Còn tất cả các đồ để anh em độ van này, trụ lò xo đĩa, cả trụ lò xo đĩa và đồ và lò xo nhé, giá shop bán với giá là 200.000 anh em nhé. Trụ lò xo đĩa, còn trụ lò xo đĩa đồng đấy, đóng sẵn pom nhựa pack cho van cricket này shop bán với giá là 160.000 anh em nhé, 160.000. Còn cái chỗ trục trục chống lò xo ti xả này đấy, shop bán với giá là 150.000 anh em nhé, trục chống lò xo ti xả van 2022 là 150.000
Đấy. Còn tí xả em nhé, một cái tí xả súp bô đeo hoặc cricket em nhé, một tí xả cộng với cả một cái pom nhựa đây, đây là của cricket này, còn đây là của súp bô đeo này. Một tí xả này, một pom nhựa này shop bán với giá 100, còn anh em là mua tí xả mõm dài với pom nhựa shop bán với là giá là 180 nhé, tí xả mõm dài với cả pom nhựa là 180. Còn van lạp thì có đầy đủ van lạp chân 10 và van lạp chân 6 em nhé. Van lạp chân 10 một cặp nhà 150 em nhé. Còn van lạp chân 8 cũng là 150. Nói chung van lạp chân 8 và van lạp chân 10 đều với giá là 100. Đây chân 8 này, 150.000 đây van lạp chân 8 anh em nhé. Vâng, cái còn cái pom nhựa PEX, hạt nhựa PEX này anh em nhé, cứ mua theo sản phẩm nào đó thì shop bán với giá là 20.000 một hạt, còn đâu anh em phải mua theo sản phẩm nhé, ví dụ lò xo đĩa Mubia cho cricket này, 180 một bộ 8 đĩa anh em nhé, còn bộ 10 đĩa thì 200, còn lò xo đĩa cho van súp đeo, 200.000 một bộ anh em nhé, 200.000 12 lò xo đĩa. Đấy. Còn anh em mua một bộ lò xo đĩa với cả một hạt nhựa PEX cricket các thứ là 200.000, anh em nhớ mua thêm 20.000 một hạt PEX anh em ạ. Đấy. Còn lòng súng em nhé, bên mình bán đầy đủ cả lòng súng này. XM8 cành TK Hồng Kông. Trên tay mình đang là cầm được TK Hồng Kông anh em nhé. Con này cái lòng này bây giờ shop bán với giá là 1,5 triệu anh em nhé. Đấy. Còn XM8 shop bán với giá 1,7 triệu anh em nhé. Đấy. Thì shop đầy đủ hết tất cả các anh. Đấy. Còn tiếp theo đây mình nói về cái giảm thanh đi. Đấy, từ lấy ra cứ quanh còn cái giảm thanh thì cái giảm thanh FX đầu tiên anh em nhé, shop đầy đủ hết giảm thanh carbon, giảm thanh đồn lấy các thứ, nhưng hiện tại mình bày ra chỉ có mấy cái mẫu này thôi, thì anh em là mua cái giảm thanh là cứ alo cho shop nhé. Thì đầu tiên shop giới thiệu giảm thanh Game Tech Viền Xanh, Game Tech hàng Sài Gòn, rất chi là nhẹ, hơn 2 lạng thôi em nhé. Giảm thanh Game Tech hàng Sài Gòn bán với giá là 550.000, giảm thanh Game Tech hàng Sài Gòn. Còn giảm thanh Peter Feliki con gấu shop bán với giá là 500.000 nhé, giảm thanh Peter Feliki con gấu shop bán với giá là 500 hàng Sài Gòn. Đấy, hai con này rất êm. Còn giảm thanh FX Slipper, giảm thanh FX Slipper và shop bán với giá là 450 em nhé, con này dòng đời đầu rất chi là êm anh em nhé. Còn về cái giảm thanh FX Irihul, shop để giá ưu đãi là 400.000 anh em nhé, shop để giá ưu đãi là 400.000. Giảm thanh đây là bốn cái mẫu giảm thanh ôm cành cho súng FX, 550, 500, 400, 450. Còn tiếp theo giảm thanh cho súng Kondo anh em nhé, giảm thanh Kondo thì có đầy đủ tất cả các giảm thanh. Thì trên tay mình đang là giảm thanh Alpha Phi 35 3 khúc anh em nhé, con này là êm nhất cho súng côn đô, giảm thanh iPhone Phi 35 shop để với giá ưu đãi thời điểm hiện tại là 400.000 anh em nhé, thời điểm hiện tại là 400.000, hàng miễn phí ship được kiểm tra. Còn giảm thanh ba khúc bút leo Phi 30 để giá ưu đãi là 350, anh em không nghe nhầm đâu, giá là 350 ba khúc 6 phách Phi 30, giá là 350, hàng miễn phí ship được kiểm tra. Đấy, tiếp theo là giảm thanh Sumo, giảm thanh Sumo Phi 30 và giảm thanh Sumo Phi 35 shop đồng giá ưu đãi luôn, ưu đãi luôn anh em nhé, giá là 350 luôn đi. Đấy, cho anh em rất chi là vui nhé, không đâu rẻ bằng đâu. Giảm thanh một khúc 6 vách bút leo, một khúc 6 vách bút leo, đấy, giá là 320 đi. Đấy, giảm thanh ba khúc một khúc 5 vách thì shop để giá là 300, 6 vách là 320, 5 vách là 300 thôi anh em nhé. Còn định tâm liền khối anh em nhé, định tâm liền khối hiện tại định tâm liền khối dài chỉ có Phi 30 thôi anh em nhé, định tâm liền khối dài Phi 30 shop bán với giá là 300.000, định tâm liền khối dài 300.000, định tâm liền khối gắn có Phi 30 và Phi 35, định tâm liền khối gắn Phi 30 và Phi 35 shop để với giá là 200.000 anh em nhé. Đấy, cho anh em lắp trực tiếp vào khung đồng tâm đồng trục, rất chi là lắp đặt rất chi là dễ dàng. Đấy, định tâm liền khối. Đấy, còn còn anh em nào mà mua chân kính thì shop đầy đủ tất cả loại chân kính anh em nhé. Chân kính liền khối lớp gắm giá là 380 anh em nhé. Chân kính liền khối lớp gắm cho tất cả các loại kính ấy. Thân kính 30 này, 25 đều được hết anh em nhé. Đấy, chân kính liền khối lắp được cho chân kính 25 và 30. Con chân kính liền khối lớp gắm này lắp được cả dây 11 vẫn dây 20 anh em nhé. Rất chi là tiện lợi cho anh em chơi súng FX thì quá đẹp luôn. Côn đồ cũng chơi rất đẹp. Còn đây là chân kính liền khối hạ gắm,
Trên cái nền khối hạ gắm có la bàn, có giọt nước em nhé. Con này thì chỉ lắp được tay 11 thôi, lắp được cả thân kính phi 30 và 25, giá là 380. Còn chân kính rời, đấy, có này, đấy. Con này chân kính là 4 ốc em nhé, chân kính 4 ốc rất là dày dặn, có đầy đủ tất cả các kích thước này, đấy, 25, 30, đấy. Chân kính dây, kẹp dây 11, chân kính kẹp dây 20, đấy. Đầy đủ hết em nhé, thân kính phi 25, thân kính phi 20 đầy đủ hết, 160 một đôi em nhé, chân kính rời là 160 một đôi, hàng miễn phí ship để kiểm tra, giá rất chi là đẹp anh em nhé, 160 một đôi, chân kính rời. Vâng, thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu tất cả các mẫu kính PCP. Đấy, mình bày ra chỉ được 70% thôi. Thì kính bây giờ là mặt hàng giảm giá mạnh nhất anh em nhé. Kính bây giờ mặt hàng giảm giá mạnh nhất. Thì shop sẽ báo giá từ kính mili trước em nhé. Đầu tiên shop báo giá con kính CK mili 1.2-6x20 VKA. Con này giá hiện tại là 1.2 em nhé. VKA, con kính ngắm mili hộp trắng giá là 1.2, con này là con kính ngắm chống nước anh em nhé, rất chi là nhỏ gọn, giá là 1.2, miễn phí ship. Tiếp theo shop báo giá anh em con kính TK mili bản cao cấp hơn, con TK mili Pro, có con này có hỗ trợ đèn hồng tâm anh em nhé, 1.2-6x24 IR, con này thân kính phi 50, rất chi là led, có hỗ trợ đèn hồng tâm. Đấy, giá là 1.600.000 đồng anh em nhé, con kính ngắm TK mili Pro. Vâng, thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu anh em dòng kính của Discovery. Tất cả các dòng kính Discovery hiện tại giảm giá rất là mạnh. Con này là con kính ngắm Discovery VKG 1.2-6x24 IR, con này có hỗ trợ đèn hồng tâm, thân kính phi 25 anh em nhé. Đấy, anh em xem thiết kế này. Đấy, góc căn chỉnh độ nghiêng. Đây, còn đây là con kính VKG thân 30 anh em nhé. Con này là con kính VKG thân kính phi 25. Đấy, có giọt nước thăng bằng, có lắp gài đạn đầy đủ hết. Con này nhìn anh em thấy rất là đẹp. Giá chỉ có là 1.400.000 thôi anh em nhé, 1.400.000 đồng. Đấy, còn tất cả các bộ kính của Discovery giá hiện tại rất là rẻ anh em nhé. Đây là con ngắm TG. Con này là hàng siêu phẩm rồi em nhé, con kính ngắm TG. Trong tất cả các dòng kính thì mình sẽ đánh giá TG là dòng kính led nhất anh em nhé. Con kính ngắm TG mili R 1.2-6x24 IR, có hỗ trợ đèn hồng tâm anh em nhé. Con kính ngắm này siêu led. Con này giá là 1.700.000 anh em nhé. Con này giá là 1.700.000. Đấy, giảm 200.000 so với thời điểm đầu năm rồi em nhé. Giá là 1.700.000 đồng. Con này chống rung, chống giật, chống nhảy sâm. Đấy, còn tiếp theo là con kính ngắm siêu phẩm của VKG. Con này là sâm, là sâm số, có áo giáp bảo vệ kính em nhé, thân kính phi 30. Đấy, có áo giáp bảo vệ kính. Con này giá là hiện tại là 1.700.000 em nhé. Đấy, cho em xem lại cái sâm số của kính VKG này. Anh em nhìn sâm rất chi là đẹp, thân kính phi 30. Con này giá là 1.700.000 em nhé. Đấy, ngày xưa 1.900.000, bây giờ giá là 1.700.000. Đấy, có tăng chỉnh góc nghiêng, thân thăng bằng các thứ, chống nước, chống rung, chống giật, chống nhảy sâm. Con này rất chi hợp bố kính ngắm mili này, con này rất chi là đẹp anh em nhé. Thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu con kính ngắm VTZ, con anh em nhé, con này đuôi FFP. Kính ngắm VTZ thì thông số là 4-16 nhân. Đây, con kính ngắm VTZ này, 4-16 x 40 FFP em nhé, con kính ngắm VTZ FFP. Con này giá là 1.800.000 anh em nhé. Đấy, con kính ngắm này là con kính ngắm mili, có sâm là sâm khắc kính, sâm đuôi FFP. Đấy, con này có giá là 1.800.000 đồng. Đấy, VTZ FFP con giá 1.800.000 đồng. Tiếp theo là con siêu phẩm kính ngắm ED của hãng Discovery, con kính ngắm ED AR 1.6x24 IR FFP. Con này đúng là loại hàng siêu phẩm rồi anh em nhé. Mình cho anh em xem lại cái tâm kính FFP của nó này. Đấy, sâm rất chi là đẹp anh em nhé. Kính ngắm ED sâm này, sâm số này, sâm tháp này, rất chi là đẹp. Con này giá hiện tại là 2.400.000 đồng. Con kính ngắm ED giá hiện tại là 2.400.000 đồng. Con này thiết kế rất chi là đẹp anh em nhé. Đấy, có căn chỉnh được hàng độ led. Vâng, thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu anh em tất cả các mẫu kính này, từ bình dân đến cao cấp, cái dòng không phải dòng mili, dòng to dài hơn anh em nhé. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu con kính ngắm bình dân nhất anh em nhé. Con kính ngắm này thì anh em là mới chơi hoặc anh em chơi truyền thống thì sử dụng được anh em nhé. Cứ 70-80 mét quay đầu
Kính ngắm bút leo đấy, 3-9-40EG, con này có hỗ trợ đèo dâm, con này giá rất rẻ là 550.000, hàng miễn phí ship được kiểm tra. Kính ngắm bút leo sừng hươu chữ khắc vàng anh em nhé, giá là 550.000 anh em nhé. Vâng, thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu anh em về 4 mẫu kính của hãng Discovery, 4 mẫu kính VTR của Discovery. VTR bây giờ giảm giá rất mạnh rồi anh em nhé, giảm giá mạnh nhất chỉ từ trên giờ. Đây là con VTR 3-9-40AC, giá thời điểm hiện tại là 600.000 thôi anh em nhé, anh em nghe kỹ là 600.000, ngày xưa là 700.000, bây giờ là 600.000, VTR 3-9-40AC 600.000. Vâng, thì tiếp theo là con vẫn là con 3-9-40, nhưng con này là có hỗ trợ đèn hồng sâm anh em nhé, 3-9-40IGAC có hỗ trợ đèn sông, con này giá là 700.000, hơn 100.000. Anh em thêm 100.000 thì mua con IGAC có hỗ trợ đèn hồng sâm 700.000. Tiếp theo anh em mua cái con VTR. Đấy, con VTR 3-12x42AOAC. Đấy, tất cả VTR đời mới hết. Con này giá là 800.000. Đấy, anh em thấy chưa bao giờ kính nó rẻ như thế này. VTR 3-12x42AOAC giá là 800.000. Còn con này là con VTR 4-16x42AOAC, con này lại giảm giá còn 900.000 thôi anh em ạ, 900.000, anh em không nghe nhầm đâu là 900.000. Đấy, có hỗ trợ đèn hồng sâm đầy đủ hết, có cả chỗ anh em gài đạn, là giá là 900.000. Thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu anh em hai mẫu kính ngắm của kính TK, một con là TKHK, một con là TKHI. Nó khác nhau ở cái tâm kính em nhé, còn thông số như nhau. Con TKHK thì không có số, còn con kính TKHI thì là nó có số ở tâm anh em nhé. Thì một con là 850, một con là 950, con tâm số HI thì là 950, con TKHK thì là 850, thông số đều là 4-16x44AOE anh em nhé. Đấy, con đây là con TKHK. Đấy, giá là 850, rất chi là đẹp anh em nhé. Hai thấu kính là nó rất trong rất nét như nhau. Con này là 850, 4-16x44HK, còn con TK 4-16x44AOEHI, con này tâm số thì là 950 anh em nhé. Còn tiếp theo là con kính ngắm 3 sâm số em nhé, con kính ngắm TG. Đấy, con này có 3 sâm, đèn hồng sâm có 3 sâm là sâm đỏ, sâm xanh dương và xanh lá cây. Con này giá là 1.300.000 em nhé. Đấy, TK TG, quên, con kính ngắm TG 4-16x4AOE. Đấy, con này giá là 1.300.000 đồng anh em nhé. Vâng, thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu anh em một con kính ngắm của hãng Bakul. Đấy, con Bakul thì hãng này giảm giá rất chi là mạnh em nhé. Kính ngắm Bakul này 4-16x14SF, con này ngày xưa giá là 1.800.000, bây giờ giá chỉ còn 1.500.000 thôi em nhé. Đấy, giảm hẳn 300.000 đồng. Đấy, anh em nhanh tay mua con hãng Bakul thì siêu nét rồi anh em nhé. Đấy, 4-16x14SF. Đấy, con này sâm dây siêu trong siêu nét, giá là 1.500.000. Còn tiếp theo là đến một con kính ngắm FFP, con kính ngắm châu bò, con kính ngắm gọi là quốc dân. Con này giảm giá thì siêu mạnh rồi anh em, chưa bao giờ làm anh em thất vọng hơn kính ngắm BNA TBL. Con này hàng loại 1 em nhé, mình đã lên video gần nhất là phân tích anh em hàng loại 1 loại 2. BNA TBL giá hiện tại là 1.600.000 đồng, giá thời điểm hiện tại là 1.600.000 đồng. FFP tâm khắc kính em nhé. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu anh em, đây là hai con dòng kính ngắm cao cấp trên 2 triệu anh em nhé. Một con là HS của Discovery. Đấy, trên tay mình là con kính ngắm HS của Discovery 4-16x44FFP. Đấy, con này thì đuôi FFP, thân kính phi 30. Đấy, có áo giáp nhìn rất chi hầm hố, rất chi đẹp anh em nhé. Con này siêu nét, sâm thì sâm rất đẹp, sâm giống như con sâm kính của Orion. Đấy, có căn chỉnh các thứ đầy đủ hết. Đuôi FFP con này giá là 2.400.000. Con HS và con Bakul FFP shop đang bán đồng giá là 2.400.000. Đấy, ngày xưa tính là 2.600.000 rồi, bây giờ giá là 2.400.000. Còn tất cả các mẫu kính, hai mẫu kính này, hai mẫu kính siêu ngon thời điểm hiện tại em nhé. Đây con mẫu kính Bakul 4-16x44FFP. Đấy, ngày xưa giá là 2.600.000, bây giờ shop bán với giá là 2.400.000. Con này là con vỏ hộp xanh anh em nhé. Còn những cái mẫu kính cái vỏ hộp đỏ mới về shop đầy đủ hết anh em nhé, nhưng mình chưa bày được ra. Vâng, thì mình quay sơ qua về tất cả các mẫu kính. Thì bây giờ tiếp theo mình sẽ giới thiệu anh em về chơi PCP truyền thống nhé. Thì anh em nào vẫn còn đam mê PCP truyền thống
xuất bán đầy đủ hết anh em nhé. Cành bắn bi đấy, cành bắn bi sau xe đạp xuất bán với giá là 250 này, bán truyền thống xuất bán với giá là 400. Còn cái ống 7075 ống dài 40cm gen 28 này xuất bán với giá là 350 anh em nhé. Van inox chống xì đấy, van inox chống xì giá là 450. Anh em mua cả van cả bình 450 cộng 350 là 800, nhưng shop giảm giá anh em còn 750 anh em nhé. Mua cả van cả bình sẽ 750. Còn búa truyền thống anh em nhé, búa truyền thống này giá là 400.000 anh em nhé. Van nhôm truyền thống giá là 400.000, van inox thì 450, còn van nhôm truyền thống là 400. Còn còng em nhé, anh em mua hai cái còng là 250, hai còng 250 này, anh em nên nhớ mua hai cái, còn một cái thì bán 150, còn anh em mua hai cái là 250. Có còng 16 cho bắn bi, còng 12 bắn chì, còn đây là hai cái còng cả đây hai con còng kẹp lọc cả bắn chì và bắn bi được, anh em nhớ 250 một đôi. Còn anh em mua combo thì giá rất là rẻ nhé. Còn đây là dây dày, dây truyền thống, dây kẹp 11 em nhé. Con dây dày này giá là 160, còn dây xương cá này là 230. Bộ co lờ quy trượt em nhé, bộ co lờ quy trượt là 200.000 bộ này. Bộ co lờ quy trượt là 12 bắn bi, và co lờ quy trượt bắn chỉ là quy trượt 8. Vâng, thì tiếp theo mình sẽ giới thiệu anh em tất cả các loại laser kính ngắm nhanh thời điểm hiện tại em nhé. Đấy, đèn pin T6 anh em hỗ trợ kẹp súng để soi bắn ban đêm anh em nhé, 200.000 bộ. Còn là laser đại bạc có tia xanh và tia đỏ anh em nhé, giá dao động từ 400 đến 450, tùy màu xanh và màu đỏ. Màu xanh là đắt hơn anh em nhé, màu đỏ là 400, màu xanh sẽ là 450. Đấy, còn laser cao cấp hộp màu đen đấy, tia xanh và tia đỏ đồng giá đấy, tia xanh và tia đỏ đồng giá là 350 anh em nhé. Đấy, laser cao cấp hộp màu đen là giá là 350. Còn tiếp theo laser đầu đạn, thì laser đầu đạn là mặt hàng giảm giá mạnh nhất anh em nhé. Laser đầu đạn này, tất cả các laser cao cấp và laser đầu đạn, laser đại bàng đều sạc pin đấy, sạc pin anh em nhé. Laser đầu đạn tia đỏ giá là 250, còn laser đầu đạn tia xanh giá là 208, còn laser nhỏ này giá là 160 một cái anh em nhé. Laser nhỏ dùng pin cúc áo là 160 một cái, anh em mua kẹp dây hoặc kẹp lồng giá là 160 một cái, tổng cộng 6 quả pin đi theo. Còn laser con rán đời mới em nhé, con này có 4 quả pin đi theo, mỗi lần anh em sử dụng là sử dụng 2 quả anh em nhé. Con này giá là 250, giá thời điểm hiện tại laser con rán này. Kính ngắm nhanh Zenot anh em nhé, đây là kính ngắm nhanh Zenot, giá thời điểm hiện tại shop bán với giá là 400 anh em nhé. Kính ngắm nhanh Zenot thời điểm hiện tại giá là 400, con này dùng để bắn nhanh rất là thích anh em nhé. Kính ngắm nhanh Zenot giá thời điểm hiện tại 400, còn ống ngắm nhanh Zenot shop để ưu đãi giá hiện tại là giá hiện tại là 300 anh em nhé. Ngày xưa là 350, shop để giá là 300. Còn đây tất cả các phụ kiện là túi này, bọc bình, băng keo các thứ anh em nhé. Đấy, anh em chơi chế cháo trang trí nhé. Băng keo có băng keo 3D, băng keo dần đi, tất cả các mẫu băng keo là 120 một cuộn to, dài 10m em nhé. Đấy, dần đi số 1, dần đi số 2, dần đi số 3, băng keo 3D cứ 120 một cuộn em nhé, 120 một cuộn, 3 mẫu băng keo dần đi đều là vải. Còn là băng keo 3D thì là băng keo kiểu dạng đề can em nhé. Đấy, cứ 120 một cuộn em nhé, 120 một cuộn đầy đủ 4 mẫu như thế này. Em thích lấy mẫu nào, cứ 120 một cuộn dài 10m, dính rất chi là dễ dàng, và khẩu súng trang trí khẩu súng rất chi là đẹp anh em nhé. Còn ốp bình, ốp gù shop bán với giá là 180 một cái anh em nhé. Ốp gù đấy, cho anh em chơi côn đồ, 180 một cái ốp gù. Còn ốp hai mảnh cũng là 180 anh em nhé. Ốp hai mảnh cao su dẻo mềm anh em nhé. Đấy, đây là cao su nhựa cao su đấy, 180 một cái ốp anh em nhé. Vì đây là cái bọc bình thì anh em mua là cái 150 một cái em nhé. Bọc bình cho condo FX đều được hết nhé, có 035, 045 các thứ đầy đủ hết. Vì gai kẹo này, vì gai kẹo cái bố đen đấy, là 200.000 một cái em nhé. Vì xốp bố đen 200.000 một cái. Còn vỉ bồ lâu dạng xốp này thì giá là 100.000 thôi, xốp bán là rẻ 100.000. còn vỉ gạo đen là 200. Còn túi PCP thì có đầy đủ túi 65cm này, 85cm này, 1m và 1m2, có màu đen và màu dần đi, shop có hai màu đen và dần đi, có cả vuông, có cả chéo em nhé. Túi thì mình bày ra hai cái
này thôi. Còn anh em mua cái thông số là màu gì cũng có hết anh em nhé, giá là 350, hàng miễn phí ship để kiểm tra, túi đựng súng côn đồ 350, hàng miễn phí ship để kiểm tra, có cả túi chéo, túi vuông, hai màu đen và dần đi anh em nhé. Đấy, lớp bọc xốp chống sốc rất là bền anh em nhé. Đấy, shop bán đầy đủ hết các thông số này, 1m này, 1m2, 85cm đấy và 65cm. Thì túi chống sốc ở giá mà là 350 này. Đấy anh em xem. À, quên còn chưa cả giới thiệu chân trống cho anh em, chân trống shop bán đầy đủ hết anh em nhé. Đấy, thì từ 350 trở lên thôi. Còn là anh em mua hàng gì, hàng gì có shop nhận cả lắp ráp, gửi nguyên khẩu, nguyên cây, nguyên xe cho anh em. Đấy, anh em mua gì cứ alo cho shop nhé. Vâng, shop chào toàn thể anh em. Đam mê PCP.